Quang. Bách Quang. Ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Đã gửi quà. Đã gửi quà. Cho con. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bác Lê Quang. Bác ở Hà Nội, bác có gửi cho cháu Lực là một thùng quà là đem xuống cho em Quân cùng với lại ông bà nữa. Vừa rồi thì trong cái quãng đường mà di chuyển lên thì cháu Lực có nghe tin là em Quân hiện tại là đang hộ, hình như là đang đi làm thuê để mà cày đấy các bác. Còn bây giờ thì đi xem em Quân là cày như thế nào. Xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào xem các bác nhé. Đấy, bây giờ thì hiện tại thì đang vào mùa làm nương ấy, cho nên là khi mà em Quân đã làm xong cái công việc ở nhà mình rồi thì em sẽ đi làm thuê để mà kiếm được đồng nào hay đồng đấy các bác. Trong thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì cũng được các bác là gửi cái tiền cho cháu Lực để mà giúp cho em Quân làm giúp cho em Quân để mà trả cái phần khoản ngân hàng. Có vẻ như nhìn thấy từ xa thì thấy em Quân đang điều khiển cái máy cày, đang hộ, đang không biết là đang hộ hay là đang đi làm thuê các bác nhé. Đây, công việc của nhà Quân thì xong rồi. Làm sức nào mày bác nào? Hả? Một cân đường dơ cả. Đây, các cô bảo là phải mặc đẹp thì mới quay được không bác? Cô ơi, đây là của nhà cô à? Đây là chồng cái gì cô? Chồng Ngô à? Chồng Ngô à? Chị? Chị đây. Chị à? Không. Em đây à? Đây chồng Ngô trộn với gì đây? Phân lân. Phân lân à? Hầu như là mùa vụ này là cái mùa mà bà con trồng ngô các bác ạ, cho nên là đi vào đâu cũng thấy là bà con trồng ngô cả. Ôi, chào anh nhá. Hôm nay Quân cùng anh đi cày à? Đây là hai chú cháu ra đây làm lâu rồi anh? Làm từ chiều rồi. Làm từ chiều rồi à? Cày này thì quay thuê hay là của nhà chú? Của nhà mình thôi. Cày của nhà chú à? À, thế là Quân là ra giúp chú làm à? Đấy, nhìn là em Quân thì cô bác ạ, một cậu bé mà năm nay mới chỉ có 15 tuổi thôi đấy, nhưng mà dám điều khiển cái máy cày hơn cái số cân của mình rất là nhiều. Cái máy cày như này thì nó cũng giúp cho bà con ở trên vùng cao để mà làm nương làm ruộng cũng khá là nhanh đấy, nhưng mà ngược lại đó thì nó lại có một cái nguy hiểm rất là lớn. Nhưng mà các bác có theo dõi được những cái thức phim của anh chị Quyền Yển ấy đăng về A Páo đấy, thì là cũng là chính cái máy cày mà làm hủy hoại cả một cái tương lai của mình luôn. Đấy, bây giờ thì đợi em Quân cày một lúc rồi thì sẽ hỏi em Quân xem là ra đây lâu chưa. Đấy, để mà kiếm được cái đồng tiền về mà lo cho ông bà này cũng như lo cho bản thân của em ấy thì cũng phải nói là rất là vất vả cô bác ạ. Đi làm như này thì một ngày cũng chỉ có được là 100.000 thôi. Thank you.
là hôm Quân là hôm nay là ra hội nhà bác à? Vâng ạ. Nay chân là bị làm sao ấy? Bé đá cưa chúng ạ. Đá cưa chúng á, đá cắt được chúng ở đâu? Cắt chúng ạ, để. Lấy cái mình dán lên để dán vào đi. Vâng. Một vết này cũng khá là to của bác ạ. Thế là ra đây từ mấy giờ rồi? Em ra sớm ạ. Ra sớm à? Vâng, lúc đấy làm ở trên nhà một ít xong mới ra đây. Làm trên nhà làm ở tận đâu? Thế tí thì tầm mấy giờ là mình về nhà? Chắc cũng phải tầm 4 giờ, 5 giờ. 4-5 giờ mới về được ạ? À? Vâng. Thế đây là đi lấy đang đi lấy công chú hay là đi làm mà lấy tiền? Đây đi lấy công chú ạ. Lấy công à? Vâng. Đây lấy công thì mấy nữa để làm gì hay là hôm nọ chú hộ mình làm cái gì? Không ạ, đây chú đấy biết say lúc nào em làm xong lượn thì cho chú đấy ra giúp ạ. À. Thế là cày hết thửa này thì mới được về à? Vâng ạ. Thế là không phải ruộng của nhà chú này đâu chú? Không ạ. Ở nhà em Quân thì ở tít phía bên kia rồi cô bác. Thế hôm nay thì đi làm ở đâu những đâu hôm nay ấy? Sáng nay là làm ở trên miếu, dưới miếu. Dưới miếu kìa? Vâng. Tắt rồi. Thế hôm nay là Quân ra là ra hộ của nhà chú bên này hay là chỉ ra cùng chú để cày thôi? Chỉ ra cùng chú cày thôi ạ. Chú cày à? Thế vâng. Ruộng này không phải là ruộng của nhà anh kia à? Không ạ. Thế là ruộng của ai? Ruộng của nhà chú ở tiếp nhà chú ở là bên... người ta thuê em làm à? Vâng ạ. Thuê làm thế thì một ngày người ta trả cho em bao tiền? Để cho bình thường cho 120 thôi. 120 à? Vâng. Thế là hôm nay là em đi làm để mà lấy tiền hay là đi làm để lấy công? Hôm nay là đi làm lấy tiền ạ. Đi làm để lấy tiền à? Vâng. Làm là hôm nay là cũng được 120 à? Vâng. Đấy, công việc mà khá là nặng của bác ạ, à, được 120 là nguyên đi cày, là nguyên cày đúng không? Vâng. Thì ăn cơm thì lúc ăn cơm thì mình có phải về nhà mình ăn cơm không? Không ạ, nhà chú nuôi thôi. Là 120 là nuôi cơm à? Vâng. Việc đi cày như này thì có lâu lâu là đi có một lần đâu các bác. Đấy, chú Quân với lại anh kia cày, như là máy cày là máy cày của anh kia đúng không? Vâng. Của anh bên kia đúng không? Vâng. Thế là thay nhau là nghỉ ngơi à? Vâng. Thế là nếu mà trong làng này chứ mà có cái máy cày mà chuyên đi cày thuê cũng được cái chứ nhỉ? Vâng. Có lần thì là cho được bắt gặp em Quân là đi cùng người khác, còn những lần thì lại đi cùng một người mới cô bác ạ. Gọi là ai có việc gì thì em Quân là đi làm việc đấy thôi. Tí độ tầm mấy giờ thì Quân sẽ về nhà? Chắc tầm 5 đến 6 giờ. 5 đến 6 giờ, thế tí có ăn cơm ở nhà chú nữa không? Có. Tối là có ăn cơm à? Vâng. Hôm nay thì anh có lấy thêm một cái phần quà cho em, có một bác gửi ấy. Vâng. Thì là vừa rồi anh định vào nhà em rồi nhưng mà thấy anh đi qua đấy thì thấy bóng dáng của em ở đây. Thế là thành ra là anh lên đây xem là em đang làm gì ở đây, anh cứ nghĩ là em ra trả công thôi. Đây là một ngày là đi làm thuê, chân còn bị đá cắt vào chân nữa. Rất là may là nó cũng chỉ là bị ngoài da thôi, nó không quá là sâu mấy, nhưng mà sâu quá thì là lại đi làm không có được đâu ấy. Vâng. Đội đeo cả cái đôi dép này này, cái đôi dép này đeo cả đôi dép này cày không được à? Không ạ, không đeo không quen ạ, đi cày như này là toàn từ dép nhỉ. Cái giày này là toàn bỏ dép ra. Vâng. Đấy, có vẻ như là công việc đồng áng của bác khi mà đi vào trong cái làm ấy thì hầu như là em là không có đi giày đi dép cả. Đấy, nhưng mà nếu mà đi giày thì nó lại hơi vướng à? Vâng ạ. Bây giờ thì sắp đến lượt em làm chưa? Rồi ạ. Rồi à? Ừ. Bây giờ thì em Quân lại tiếp tục là đi làm rồi các bác. Cũng chỉ là đợi lúc nào mà em Quân nghỉ thì anh em mới nói chuyện được với nhau thêm một chút thôi. Ở đây đợi em Quân thêm một chút nữa thì một tí nữa em lại một tí nữa cháu Lực lại cùng em là đi về nhà để mà gửi cái phần quà của bác Lê Quang, bác ở bên Hà Nội gửi cho em Quân. Tắt vào không? Bây giờ thì sắp đến lượt em làm chưa? Em đi rồi. Bây giờ lại đến lượt em làm rồi à? Vâng. À là mỗi người làm độ 10 phút 20 phút à? Vâng. Rồi thế thì em đi đi. Vâng.
Đấy, bây giờ thì là xung quanh em Quân là ở nhà, người ta cho làm việc gì thì em cùng người ta đi làm việc đấy để mà có được những cái đồng tiền. Em Quân thì phải nói là năm nay mới có 15 tuổi đâu các bác, nhưng mà em ấy rất là chịu khó. Khi mà nhà mình là cũng làm xong việc hết rồi, nhưng mà em không có bao giờ gọi là mải ham đi chơi cả, vẫn cố gắng để mà đi làm và kiếm tiền về. Đấy, có lẽ là bây giờ cháu Lực sẽ cho em Quân làm một chút nữa, thì sẽ đợi ở đây đợi em Quân rồi cùng em Quân về thôi. Ở trên vùng cao thì hầu như là gia đình nào mà có việc gì các bác thì cũng đều được già hàng xóm đi giúp đỡ rất là nhiều, nếu mà mình chịu khó đi lấy công ấy. Còn là nếu mà mình không đến đi lấy công thì không có ai hộ cả. Đây, bạn nhỏ này thì vừa điệu em lại vừa lấp lấp ấy cô bác. Có vẻ như một mình cô cho phân ra hơi chậm một chút nè. Ngày hôm nay em Quân đi làm thì được là 120.000. Thế còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là đem thùng quà này đi xuống ở nhà em Quân là cùng mở ra xem là bác Quang là gửi cho em Quân những cái gì của bác nhá. Thế Quân hộ anh nhá. Vâng. Thùng này thì cũng khá là nhẹ được các bác, ở trong thì cháu Lực nghĩ rằng là toàn là bánh kẹo thôi. Đấy. Tại vì là cháu Lực cũng nhận được khá là nhiều lần mà bác Quang bác ấy gửi rồi. Thế là bây giờ tiền tiết kiệm của Quân thì được bao nhiêu tiền rồi? Được mấy trăm rồi? Được 1 triệu chưa? Sắp được rồi ạ. Sắp được 1 triệu rồi à? Vâng ạ. Cất đâu thì cất cẩn thận nhá, không lại người ta vào trộm ấy. Vâng ạ. Người ta biết là mình có tiền là người ta vào trộm ấy. Vâng ạ. Hôm nay ông với bà thì có lẽ là ở nhà là chỉ có lấy rau lợn này, lấy củi với lại lấy cỏ thôi cô bác ạ. Hiện tại thì ở nhà Quân thì cũng có nuôi khá là nhiều những cái con vật nuôi. Cái ống nhựa là ống nhựa của nhà em Quân đúng không? Vâng ạ. Có bị ai trộm không? Không ạ. Ống nhựa này là hôm nọ là được bác Chiêm là bác mua cho cô bác ạ. Đấy, bác Chiêm thì là đem cái giống cây ăn quả ấy từ bên Bắc Hà sang để mà sang đây cho em Quân trồng. Đây, và đồng thời đó thì cũng có giúp cho em Quân là về cái phần mà tưới tiêu nữa. Đấy, biết là em Quân là không có ống nhựa để mà kéo từ xa hết, bác cũng gửi cho cháu Lực là gửi cho cháu Lực tiền để mà hai anh em đi mua ống nhựa về để mà kéo. Ôi, chỗ này như kiểu hôm nọ là ai đốt bị cháy rồi Quân. Nhà bác đốt ạ. Xít là cháy rừng quá. Vâng ạ. Hôm nay có cần phải dập không hôm nay ấy? Dạ. Hôm nay là có cần phải dập không? Không ạ. Tự tắt được không? Vâng ạ. Hôm nay đi xuống thì không biết là bé Hiếu đã về chưa đấy cô bác. Hôm nay là Hiếu không đi học nữa hay là đi học? Hôm nay được nghỉ rồi ạ. Hôm nay được nghỉ à? Vâng ạ. Anh nhìn thấy từ xa thì thấy bà là chắc là vừa đi lấy rau lợn về sao các bác ạ. Cầm theo một cái bó rong nữa. Ấy tần. Chỗ này thì quả thật sự ra cô bác khi mà vào mục khô ấy rất là trơn. Đây cháu nó có cần phải lấy đi đâu. Khắc xòe luôn.
Vậy hôm nay thì Quân đi làm cho người ta cô bác là vẫn chưa có đi làm lại được chuồng lợn. Cái chuồng lợn này thì chúng tôi cũng đã xin phép các bác ở trên kênh rồi. Sẽ các bác Mạnh Thường Quân rồi sẽ trích cái tiền mà tiền quý ra để mà sửa lại cái chuồng lợn này một chút. Hiểu rồi Paul. Hả? Có gì bên phải á? Paul chết về phòng mù bây giờ. Bà thì vừa mới đi lấy rau lợn về cô bác ạ. Thế là dê là bây giờ buộc ở đây thôi à Quân? Vâng ạ. Lúc đấy nóng quá lấy về để đây thôi ạ. Vâng thế là Paul ạ? Ờ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Quân là lấy cái phần quà, đem cái phần quà là về tới nhà rồi cô bác ạ. Về tới nhà thì thấy là ông thì đang đi lấy cỏ rồi. Còn bà thì là đang vừa mới đi lấy rau lợn về. Hiện tại thì bà còn đang xách một xô, đang làm một chút công việc ở ngoài nữa. Đợi bà lên tới nhà thì cháu Lực về cùng em Quân sẽ mở cái phần quà này sau. Quân thì có dao không? Có. Dao nhỏ ấy? Có. Để đây Quân bây giờ thử lấy dao về cho nào. Đấy, kéo. Đấy, kéo à? Vâng. Bà Hiếu thì đi đâu rồi nhỉ? Vừa về đến nhà đi đâu rồi nhỉ? Về đây rồi. À, là đang ở bên kia đúng không? Vâng ạ. Đợi cả bé Hiếu đưa về là cùng mở quà sau các bác. Hiếu ơi! Hiếu à! Hiếu ơi! Mà này ạ? À? Thầy vừa về là nghe thấy tiếng là chú lực của Hiếu là về đấy, không nói cậu đấy. Nào ra đây chú Bảo. Ra đây. À là vừa đi tắm về à? Ra đây. Hôm qua là gội đầu cho em rồi à? Vâng. Nào Hiếu. Mà đeo thứng à Hiếu à? Nào đây mình thứng ạ. Đây đây con kẹo. Ra đây chú Bảo ra đây. Ra đây chào con bà đã. Chào bà. À rất là tinh nghịch cô bác vừa đi đâu chơi về đấy. Hả? À, vừa đi đâu chơi về. Khoanh tay chào con các bà nào, khoanh tay. Chào các bà. Con xin kính chào các ông các bà. Kính chào các bà. Bé Hiếu thì phải dậy thì mới biết nói được cô bác. Nào, bây giờ thì ngồi đây. Con này. Đây, ngồi với anh Quân ở kia. Đây, này. Chú bắt quà đây nào. Đây, hôm nay thì anh lại nhận được một cái phần quà nữa là của bác Lê Quang, bác ở Hà Nội là bác ấy gửi cho. Vâng. Bây giờ thì này Quân anh cho Quân là mở quà đi đấy. Vâng. Cho Quân với lại bé Hiếu là hai anh em là cùng mở quà. Hiếu có thích ăn kẹo không? Ăn á? Có à? Có ạ. Rồi ăn xong rồi tí nhận quà xong là phải biết cảm ơn nhá. Trước khi đi vào bóc phần quà để cho được sẽ cho bé Hiếu là gửi một lời cảm ơn tới bác Quang đó. Ra đây nào. Ra đây chú Bảo. Ra đây. Đấy. Khoanh tay vào. Con xin cảm ơn. Bác Quang. Ở Hà Nội. Đã gửi quà. Cho con. Với ông bà. Với anh Quân. Con chúc. Bác. Thật nhiều sức khỏe. Rồi, đi xem là xong có quà gì ấy. Ông thì cũng vừa mới đi lấy cỏ về rồi cô bác. Bà tên đâu nhà mày cũng. Ở mà xuống này mà cô, nằm xuống này mà. Đấy chú thầy. Đấy có vẻ như là bác bọc rất là kỹ này. Quân thử mở ra xem là bên trong là có những cái phần quà gì là cho ai. Đấy, tại vì là bác ghi ở ngoài đây này, anh thấy là ghi ở ngoài đấy. Để cho cháu Hưng 16 tuổi ạ. Đây là cho em Hưng 16 tuổi cô bác ạ. Còn cháu quà... Mạnh ạ. Ai đấy? Cháu Mạnh. Của Mạnh à? Ừ. Đây là của em Mạnh và ông cô bác ạ. Tặng riêng cháu Lực để. Cái này là cho anh à? Vâng. Hết. Thế còn những cái phần quà nào mà của Mạnh với lại của em Hưng thì là sẽ cho cháu Lực sẽ đem xuống sâu các bác. Còn đây là cái phần quà của em Quân. Đấy thì Quân mở ra xem là ở trong ấy sẽ có những cái gì. Thế còn ở đây thì bác cũng gửi tặng luôn cả cho cháu Lực nữa cô bác ạ. Có ăn kẹo không hả Hiếu? Hả?
Thấy điểm sau ấy. Đây, Hiếu ơi, muốn ăn bánh không? Hả, có muốn ăn kẹo không? Ăn à? Thế ngồi ở đây. Ngồi ra đây. Đấy, cho Quân với lại ông bà. À, cùng ăn thức này, chín xuống cùng ơi. Tôi sẽ mất con. Tôi sẽ mất con à. Ăn lực mà này à. Cái bánh này không biết là ông bà có ăn được. Bánh này thì sẽ hơi cứng, xem bánh nào mềm mềm không. À đây này, cái này mềm này. Cái này cũng hơi cứng, cái này là nhự. Đây, đây. Bánh này thì cũng để cho ông bà thôi này. Ôi ông bà, bánh này khá là cứng rồi, Quân xem là bánh nào mềm mềm không. Để cho ông với bà là ăn. Này. Đây, để lấy cho ông với bà. Mày Hiếu mời ông bà đi. Con mời ông bà ăn bánh. Mời cho bà ăn béo. Con mời, khoanh chân lại. Khoanh chân. Khoanh chân như bà ấy. Con mời. Con mời. Ông bà. Con bà. Ăn bánh. Ăn béo. Rồi. Thế còn là những cái phần quà của Hưng với lại Mạnh thì cháu được sẽ để vào trong thùng của bác nhá. Trong thùng xong là lần sau cháu được xuống thì cháu được xé đem đi xuống sau vậy. Phần quà của các em Hưng với lại ông Mạnh thì cũng khá là nhiều các bác. Ở đây thì hầu như là toàn là bánh kẹo hết cả thôi. Đấy, Quân thì cất đi nhá, xong là để cho lúc nào mà cho bé Hiếu đi ăn từng con một thôi, ăn ít thôi. Đấy, buổi sáng đi học là cho vào cặp nhá. Đấy, để cất đi lâu là cho bé Hiếu thôi nhá. Vâng ạ. Ăn đi. Tuốt về tàu mà tuốt, Hiếu thích cửa ngà hơn mà. Ăn ngon không? Bánh có ngon không? Ngon à? Đấy, Quân thì thay ông bà gửi một lời cảm ơn tới bác Quang nhá. Con thay mặt ông bà và em, con cảm ơn bà đã gửi. Con cảm ơn bà đã gửi kẹo cho con. Con chúc bà sang năm mới và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn bà rất nhiều ạ. Ôi, cái dây điện này Quân là phải sửa lại với Quân này đây này. Vâng ạ. Sửa lại luôn đi này này. Vâng. Nó biết giật không? Không ạ. Không giật đúng không? Vâng ạ. Mắc lại trên cây cao từ từ, hái con này xuống thấp đi. Tí nó cao quá anh ạ. Tí nó cao quá? Vâng. Đến đây thôi ạ. Lấy dây gì buộc đi. Kiếm một cái dây gì buộc ở đây. Tạo mà cái dây này buộc đấy. Mai thì làm lại cái cột mới đi. Đó. Có cái cột đấy thì làm lại cột cho nó chắc chắn đi. Thế là buổi tối là vẫn đem dê ra bên này à? Vâng. Thế là hôm nay là nóng quá thì mới đem sang bên kia à? Vâng. Đấy, thế là cao quá ấy. Này mà lấy có mấy phát cỏ phát thì nó sẽ ấy hơn đấy nhờ. Vâng ạ. Xem nào, ôi. Như kiểu có con gì về ăn lá nó sao ấy. Con gà. Đừng để cho gà vào, gà mà
bổ cái cành này mà nó hỏng là nó không có được luôn đấy. Dạ. Đấy, Quân thì phải nói là sau khi mà cháu được lên chia sẻ thì cũng được rất là nhiều các bác giúp đỡ em Quân. Cái rau này rất là đắng, rau này. Hầu như là không có cây nào mà chết cả, cây nào cũng đều rất là sống khỏe mạnh cô bác ạ. Khi bác Chiêm lấy sang ấy thì nó cũng đang gọi là nó có bầu sống khỏe rồi. Thế là Quân là ngày mai còn đi hộ đi cùng chú để làm được không, hay là chú chỉ thuê một ngày thôi? Thuê một ngày thôi ạ. Cái cành đấy là cành gì mà dài to đấy nhỉ? Không biết ạ. Cái này có phải cành ghép của nó không? À bẻ ra đây cái đấy. Hình như đây, xin xem nào. À nó vẫn là cái lê nhỉ? Nhưng mà nhìn sao không giống cái lê nhỉ, cái thân nó ấy. Không phải cái lê đâu. Cái thân là như kiểu là không phải cái lê, còn có muối ở phần ngoạn ghép thôi. Mình cả quá nhiều mà. Đấy, có vẻ như là sau một thời gian nữa là cái chỗ mà cháu Lực với lại em Quân ngồi của bác này thì theo như là cháu Lực nhìn thấy là có vẻ như là sẽ sạt đi hết đấy. Ôi Quân, là cái này thì mang đi cho cái này là mang đi để mà đốt hết, mang đi nấu nấu cắm lợn hay là để mà đốt đây? Lấy nấu cắm lợn. Đây nấu cắm lợn à? Vâng. Ở chỗ này ngôi nhà của Quân thì nếu mà chỗ này mà sạt một phát xuống hết thì là nó sẽ hầu như là đi xuống tận dưới sàn nhà luôn đấy cô bác, cũng rất là nguy hiểm. Mấy nữa đến mùa mưa ấy thì nếu mà chú bên này không ở thì là có thể là mượn nhà chú để mà ở đi. Vâng ạ. Hay sợ rằng là có đêm nào mà đang ngủ cái là nó quấn sạt hết là lấp luôn nhà đấy, rất là nguy hiểm. Vâng ạ. Cái gì thì cũng phải là để phòng một chút. À. Thế là hôm nọ lấy lợn với lại dê về thì có con nào bị làm sao không? Không ạ. Không con nào bị làm sao đúng không? Vâng ạ. Nếu mà như mà lợn không ăn ấy hay là dê không ăn ấy thì là bảo nhá, để mà anh còn biết lên trên mà hỏi người ta bán thú y ấy. Vâng. Để mà lấy thuốc về để mà cho nó vâng. Nhá. Vâng. Đây, bây giờ thì anh cũng xin các bác Mạnh Thường Quân ở trên kênh rồi. Vâng. Ngày mai thì em lên trên, em cùng anh lên trên đấy để lấy một chút xi về nhá. Vâng ạ. Nhà bác có cho mượn xe để mà đi chở không? Có. Có đúng không? Vâng. Thế thì mượn bác thêm một hôm nữa thì anh sẽ đổ xăng cho. Vâng ạ. Xong rồi lên trên chở tầm 3-4 bao xi về. Vâng ạ. Để mà làm lại cái phần chuồng heo một chút. Vâng ạ. Bây giờ thì mình chưa có làm được cái phần bên trên ấy thì là mình làm cái nền trước. Vâng. Tại vì cái nền nó rất là quan trọng. Vâng ạ. Nên của nhà chuồng lợn nhà Quân ấy, thật sự ra là không có nhà Quân thì không có chuồng lợn đâu cô bác ạ, đi mượn nhà chú để coi như là bây giờ mình sửa. Khi nào mà chú mà dùng đến ấy thì chắc chắn là chú sẽ gửi lại tiền cho mình, tại vì là hôm nọ là anh cũng là nói với chú rồi. Vâng ạ. Chú bảo là bây giờ chú cũng đi làm xa ấy, chú cũng không có nuôi lợn nuôi gà gì cả, cho nên là mình có thể là mượn nhà chú, mình có sửa lại luôn và mình dùng. Vâng. Cái chuồng lợn đấy thì để mà sửa lại thì cũng chỉ có làm lại cái phần nền và phần che mái hiên trên kia, thế là được rồi. Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì có vẻ như là vừa rồi mình về chú bên kia vẫn còn đang cày đấy nhở? Vâng ạ. Tại vì là chú là người mà nhận nhận hết đúng không? Vâng ạ. Đấy, Quân là chỉ có làm đến hết giờ là em Quân là về nhà rồi, về nhà thì vẫn còn phải là đi lấy dâu lợn cho lợn này, cho gà này, cho lợn này, cho dê với lại cho bò nữa. Hiện tại thì em Quân về nói với cái về phần mà kinh tế ấy, thì là nếu mà em cố gắng nó mà không có gặp chuyện gì ấy thì là để sang 1-2 năm nữa thì là Quân cũng có một số gọi là vốn ở trong tay rồi đấy. Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì vốn thì các bác đã bỏ ra cho rồi đấy. Vâng. Mình chỉ cần việc là chăm sóc thôi. Vâng ạ. Đấy, còn thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác.
Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chú Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Thank you.